thư tin ta, hứa với ta, sau này ta sẽ không giết người nữa, ta không làm tổn thương bất kỳ ai nữa. Hãy tin ta, tin ta đi có được không? Nếu không có người bán dạo ở Brooklyn, Massachusetts năm 1895, thì hẳn số đông nam giới sẽ phải bắt đầu một ngày khá bất tiện vì không có dao cạo râu dùng một lần. Ra bên ngoài, anh nhìn đi, anh nhìn bên ngoài đi, anh nhìn bãi biển đi. Nếu như không trở thành cảng biển, chứ ít nó vẫn còn đó, vẫn đẹp tuyệt vời như vậy. Vậy ngủ đi. Thì phen này chắc tôi... Anh nhắc hết à? Có ai canh dùng này đâu, chỉ có mình với em thôi. Tốt hơn rồi đó, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu. Có chuyện gì vậy? Vanna giật chất quá ba con cô máy. Một con tấn công nhà Yumi, Oz đang chiến đấu với con thứ hai. Còn đây là vợ của Ghi Nam á. À, cháu chào hai bà. Ôi trời ơi, vậy thì tốt quá rồi, còn gì nữa đúng không? Hả? Dạ. À, trời ơi, thiệt là đẹp quá. Anh thay đổi. Trong cách anh ta nhìn có điều không bình thường và bất thình lình. Chị thực sự không phải có ý như vậy đâu. Chị chỉ muốn giải thích với anh ấy, nhưng anh ấy vốn dĩ không chịu nghe. Chị thật sự không ngờ là chuyện này lại đi tới bước đường này, em có biết hay không? Ta sẽ cho các người đau khổ còn hơn cái chết. Sẽ cho người sống một cuộc sống địa ngục trần gian. Vậy do các ngươi. Đường hẹp, hư hỏng, lầy lội vào mùa mưa là thực trạng chung vẫn thường gặp ở các con lộ nông thôn. Điều đáng nói là một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu đã gây nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Chuyên đề An ninh Hậu Giang kỳ này phản ánh sự xuống cấp của tỉnh lộ 927 đoạn từ Ủy ban Nhân dân xã Phương Bình về trung tâm huyện Phụng Hiệp, đồng thời đề cập những giải pháp của ngành chức năng khắc phục tình trạng trên. Kính mời quý khán giả đón xem lúc 18:30 thứ Năm ngày 9 tháng 7 trên sóng truyền hình Hậu Giang. Căm hận Tử Hà Lan đạnh nhạt vô tình, Lễ Trân dẫn huyết cứu anh trở về từ quỷ môn quan, dù phải đánh đổi bằng tính mạng của chính mình. Có thể dùng thử đại pháp nghịch thi thái ẩm, phương pháp này sẽ truyền chất độc sang cho nữ nhân giải độc. Ta phải đích thân đi cứu con trai của ta. Tìm được tung tích thái nữ Nam Cung Hành, cứu con mệnh Văn Bằng giọng Hương Đàm. Tính mạng của An Tính sẽ ra sao khi rơi vào bàn tay tàn độc của Sử Tướng? Hấp dẫn với những diễn biến tiếp theo của Phi Thiên Thần Ký 22 giờ hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang. Thế vậy đó. Lúc đó tôi đã để ý tới cậu. Bị ló mắt bởi danh lợi và đồng tiền, Iron kéo theo bộ tứ sang đầu quân ông chủ Chu. Trong lúc sáng kiến chủ lực IS của tập đoàn Cao Đắc đang hồi cấp bách, tiền lương toàn bộ gấp đôi, chức vị thì 4 người đều làm giám đốc. Có coi tôi là đại ca không? Tức giận vì bị phản bội, Du Nhã Lịch bắt đầu kế hoạch công kích. Không có phản ứng gì hết. Rồi chứ dù tôi có bỏ bao nhiêu công lưu trữ toàn bộ dữ liệu về IS có tìm lại được, khi không may bị anh bạn báo Ấn Độ để làm mang đi bán. Đúng là ba thằng ngốc. Hấp dẫn với những diễn biến tiếp theo của con đường mưu sinh 20:30 hàng ngày trên kênh HGTV. Ôi trời ơi, có bao độ, có đây. Hai đứa có làm mẹ cháu giận hay không vậy? Sáng nay nó có vẻ không được vui. Vì đứng về phía Dông Hy, Tê Ri Can vô tình gây ra tổn thương cho bà Âm. Sự không hài lòng đối với người đứa dâu Giang Giang Phiêu và sự thất lạc của Tê Ri Can 30 năm trước không phải là một tai nạn, mà phía sau còn là một bí mật chưa từng được tiết lộ. Kính mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Gia Đình Chồng Tôi phát sóng lúc 17 giờ trên truyền hình Hậu Giang. Không phải vậy.